1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
theo dõi một cái trường hợp của một cái bác lớn tuổi có cứng khớp từ lâu rồi. Vừa rồi đã là dùng cái phương pháp mà mở thông mạch máu và bây giờ là tiếp tục là xoay gối ha. Thì lâu quá rồi không có cử động cho nên bà là rất là đau đớn nhưng mà sẽ cố gắng ha. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Nằm thẳng đi, nằm thẳng người rồi. Bỏ cái tay xuống. Bỏ tay xuống, nằm sắp rồi. Nằm thẳng xuống. Đó, hai tay này cũng nằm thẳng xuống. Rồi, đau quá. Và trước đó là bà đi rất là khó khăn. Còn bây giờ là hồi nãy giờ đã điều chỉnh khớp gối bà rồi. Thì bây giờ bắt đầu là tiếp tục là giải quyết cái suy chân nữa. Và như vậy là nên khuyên bà là chịu khó chườm gối, chườm cái gan ha, và chịu khó chườm thêm ban ngày á, chườm ấm thêm cái khung gối để cho nó mềm dần. Và thường xuyên sau này mình thành lập cái nhóm á, thường xuyên đến đây á, mình điều chỉnh mỗi ngày chút chút để cho cái khung gối nó mềm ra. Bây giờ khung gối bà cứng lắm rồi, bà bị cái khớp gối này đi khó khăn thì là bao lâu rồi? Mấy năm rồi thầm biết. Là một cái cây chuột chạy. Mấy năm rồi? Hỏi hỏi nên mấy năm mà cái khớp gối này mấy năm? 20 năm. À, 20 năm rồi, thấy không? Đó. Chúng ta thấy là bà ở đây ở nước Úc này bao lâu rồi? 30 mấy năm. 30 mấy năm rồi. 20 năm là coi như là đau khớp gối, thấy không? Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy là một cái nền y học tiên tiến chưa chắc đã giải quyết được rồi, cho bà. Bà xong rồi. Bây giờ gài mũ quần rồi xuống. Rồi bây giờ xuống coi bà đi. Bà đi như thế nào? Từ từ. Rồi, từ từ. Từ từ. Mang đi cho tôi đi qua kia. Đấy. Rồi sau khi mà tác động cho bà xong thì mọi người xem bà đi trở lại. Ngồi xuống. Rồi, 1, 2, 3, tính dậy. Rồi, ta bây giờ rồi. Dở cẳng lên đi. Đi, dở cẳng lên món. Dở lên, dở cao dở chân lên. Dở cao lên. Đó. Đi, đó. Dở cao lên đi. Rồi, đứng đó. Đứng đó, bây giờ ngồi xuống thử coi. À, tự ngồi xuống tới đâu hay tới đó. Rồi, rồi. Quan hô. Rồi, rồi. Rồi, giỏi quá rồi. Đứng dậy, coi một cái micro. Rồi, bây giờ bà đi tới nữa đi. Đi tới nữa, cho bà chạy tới nữa, đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Rồi, đi ngược lại lần kia. Chạy, chạy đua. Đi ngược lại. Rồi, vô, vô, vô. Rồi, quan hô. Rồi. Rồi, ô ha, giỏi quá. Rồi, tốt rồi. Rồi, rồi phỏng vấn mình được rồi. Là tên gì, bao nhiêu tuổi, bệnh 20 năm như thế nào, rồi bây giờ phản biệt được, cảm nhận như thế nào, có mừng hơn, có vui hơn. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi là một nữ hoa, 75 tuổi, bệnh này cũng đã 20 mấy năm rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy bà bầu thì đau thì nhưng mà đắm vô thì thấy khỏe nhiều. Dạ, tôi ngồi xuống cũng đỡ nhiều. Đi thì thấy nó nhẹ cái chân nhiều lắm. Dạ, tôi cảm ơn quý thầy và bác nhiều. Ba chị em. Đây là ba chị em. Tôi là biết cái chương trình này. Tôi biết chương trình này là tôi nhất định ta là dẫn chị hai tới. Chị hai tới đây chị xong hết rồi. Giờ hôm nhất định phải kêu chị ba tới. Chị yeah. tới ra đây để nhất định chị mới tới. Chị cũng chị bệnh phải chị mới tới. Rồi. Chị là đỡ. Cảm ơn. Đó.
rồi cảm ơn rất nhiều. Dạ mà bác thấy sao sau khi được thấy người nhà được chữa? À, tôi thấy em tôi và chị tôi được bệnh viện tôi rất mừng. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn quý thầy chỉ dẫn dành cho chị là rất là tốt. Dạ. Bây giờ hai chị em có thể chạy đua nhau được không? Chạy đua coi. Hồi nãy bả rồi chạy đua với tôi, giờ hai chị em chạy đua đi. Anh tránh quay lên đi chứ. Giờ hai chị em cởi áo ra luôn. Rồi. Cởi áo ra chạy không? Rồi mọi người á nè, nhìn đi động viên. Hai bác này bị bệnh là 20 năm nay rồi. Và bây giờ là ngon lành. Rồi, quán hô. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
quá tốt. Dạ, đấy thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.